Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ sáu, mùng 1 tháng Giêng năm 2021, lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin dâng mẹ chọn cuộc sống của chúng con. Xin dâng mẹ bao ngày qua cùng bao nhiêu khó nhọc. Dù hôm nay gian nan con mang, nhưng con xin mẹ, nhưng con xin mẹ cùng đi với con trên đời ủi an vô phương. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ. Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ sáu, mùng 1 tháng Giêng năm 2021, lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày đầu năm dương lịch, cầu bình an cho năm mới, và giáo hội kính trọng thể lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Xin chúc mừng anh chị em mỗi người thêm một tuổi mới. Happy New Year. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em tràn đầy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về lễ Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, và đồng thời cùng dành ít phút để cầu nguyện với mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban bình an xuống cho mỗi người, gia đình, cộng đoàn và toàn thế giới năm mới được bình an. Vào năm 431, tại thành phố Epheso mà ngày nay thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ, vang rộ những tiếng hoan hô: vạn vạn tuế Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, vạn vạn tuế Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tín điều đó được cộng đồng Epheso công bố để bác bỏ lý thuyết của Nestorio, một linh mục của thành phố Antioquia, đã trực tiếp phủ nhận tước hiệu Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ông cho rằng Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Maria chỉ là mẹ Đức Kitô về con người Đức Kitô mà thôi. Vì thế, công đồng đã được mở ra do Thánh Cyrilô chủ tọa, đại diện Đức Giáo Hoàng Celestino thứ nhất, xác nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa thật, vì Đức Maria sinh ra Đức Giêsu và Đức Giêsu là Thiên Chúa, cho nên Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. 15 thế kỷ sau, năm 1931, để kỷ niệm ngày tuyên bố tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 11 lập lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ấn định vào ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm, để cho mọi người hướng về Đức Maria khi bước vào năm mới. Thưa anh chị em và các bạn, năm mới có mẹ trong đời thật là quá tuyệt vời. Nhưng đó có phải là điều mà bạn đang ước muốn hay không? Mỗi người trong ngày đầu năm mới tự hỏi lòng mình: năm mới tôi ước mong cái gì? Tôi ước có tiền mới, có quần áo mới, có người bạn đời mới chăng? Hay là người yêu mới chăng? Muốn cái gì cũng mới chăng? Thưa anh chị em, mình ao ước, mình khao khát những cái đó thuộc về trần gian. Nhưng mình là con cái của Thiên Chúa, hãy khao khát có được một người mẹ, Mẹ Thiên Chúa, mà Đức Thánh Cha Francisco lại tặng thêm, phong thêm một danh hiệu mới là Mẹ Lòng Thương Xót nữa. Vậy thì năm mới này, xin mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Lòng Thương Xót đổ tràn đầy ơn phúc từ lòng thương xót Chúa đến xin mỗi người chúng ta. Ngày nay chắc hẳn có rất nhiều người lạc giáo như Nestorio cho rằng Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa và cũng chẳng phải là mẹ của họ. Người Hồi giáo họ phủ nhận Đức Kitô là Thiên Chúa, cho nên Đức Maria không phải là Mẹ Thiên Chúa mà là mẹ của Đức Kitô
một vị tiên tri trong số những tiên tri khác mà thôi. Người tin lành nói chung, họ tin Đức Kitô là Thiên Chúa, nhưng lại không có lòng sùng kính mẹ Chúa Kitô. Như vậy, Đức Maria đâu có phải là mẹ của họ. Còn đối với bạn, đối với anh chị em, những người Công giáo mình có xác tín Đức Maria mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của mỗi một người chúng ta không? Hay là chỉ là mẹ của Đức Giêsu, mẹ Thiên Chúa, còn chúng con ở chốn khách đầy này, chốn bơ vơ này, không có một người mẹ nào? Cho dù người ta như Nestorio đi nữa, phủ nhận Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa, nhưng thực tế, thực tại, Đức Maria vẫn là mẹ Thiên Chúa. Không ai có thể từ khước tước hiệu đó. Vì thưa anh chị em, ta không phải nói theo cảm tính tự nhiên, nhưng Thánh Kinh và Thánh Truyền đã cung cấp cho ta mọi bằng chứng thiết yếu chứng minh Đức Maria thật là mẹ Thiên Chúa. Khởi đầu từ Thánh Kinh, trong giây phút truyền tin, Thiên thần Gabriel nói với Đức Maria rằng: người con mà bà sinh ra là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Luca chương 1 câu 35. Khi Đức Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth, bà chị họ được đầy Chúa Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng rằng: bởi đâu mà tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Luca chương 1 câu 43. Và Thánh Phaolô cũng chứng minh rằng Thiên Chúa đã sai con một người xuống thế, sinh bởi một người phụ nữ. Galata chương 4 câu 4. Và trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan xem thấy một người phụ nữ có mặt trời vòng quanh, mặt trăng dưới chân, trên đầu có chiều thiên kết bằng 12 ngôi sao. Người phụ nữ đó sinh ra một người con trai. Người con trai ấy sẽ lấy vương trượng sắt chăn dắt các dân hết thảy. Khải Huyền chương 12 câu 1 đến câu 5. Những chứng từ ở trên đã nói rất rõ về Đức Maria. Ngay từ đầu, giáo hội cũng tuyên xưng niềm tin vào Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Sau này, sách giáo lý của giáo hội Công giáo số 495 cũng xác nhận rằng được các cuốn sách phúc âm gọi là mẹ Chúa Giêsu. Gioan chương 2 câu 1, 19 câu 25. Đức Maria đã được tung hô là mẹ của Chúa tôi. Luca chương 1 câu 43. Do sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần cả trước khi sinh con. Đúng thế, Đấng mà mẹ kêu mang làm người do Chúa Thánh Thần và trở thành con của mẹ thật sự về xác thịt cũng chính là con hằng hữu của Chúa Cha, ngôi thứ hai của ba ngôi Thiên Chúa. Giáo hội tuyên xưng Đức Maria thật là mẹ của Thiên Chúa. Công đồng chung Ê-phê-sô còn tuyên bố rằng nếu ai không tin Đấng Emmanuel là mẹ, là Thiên Chúa thật, và Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa, kẻ đó bị vạ tuyệt thông. Hơn nữa thưa anh chị em, Đức Maria không chỉ là mẹ Thiên Chúa mà còn là mẹ của nhân loại, mẹ của mỗi một người chúng ta nữa. Một Eva mới đem lại sự sống cho nhân loại. Còn ước mơ nào mà bạn và tôi lại không muốn có được một người mẹ này? Một người mẹ đã được Thiên Chúa sủng ái, đã được cất nhắc lên bậc cao trọng phi thường, được đặt vào chỗ cao nhất sau Thiên Chúa. Không còn đủ lời ca tụng nào để làm vinh danh Đức Maria cho cân xứng. Sự cao sang của Đức Maria đã chạm tới vô biên. Trong cuốn Chuyện Một Tâm Hồn của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, Thánh Nhân cảm xúc và nói với mẹ Maria rằng: con là người có phúc hơn mẹ, vì con có mẹ là mẹ Maria. Còn mẹ không được phúc như con, vì mẹ
không có mẹ nào giống như mẹ cả. Cũng như biết bao nhiêu người chạy đến mẹ Maria, yêu mến mẹ Maria, học hỏi nơi mẹ Maria, và mẹ Maria đã làm cho họ trở nên những vị thánh trong giáo hội. Như lời Thánh An Phaolô nói rằng, con Đức Bà là con nhà thiên quốc, con Đức Mẹ là con nước thiên đàng. Vậy, thưa anh chị em và các bạn, khi bước vào năm mới, giáo hội mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa là cho mọi người nhận ra thiên chức và quyền năng của Đức Mẹ, đồng thời nhắc nhở mỗi người hãy biết chạy đến với người mẹ này của mình với lòng trông cậy, tín thác, yêu mến, và chính mẹ sẽ làm cho chúng ta trở nên thánh, trở nên con cái sống đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng mẹ trong năm mới này. Thật sự, thưa anh chị em, không có người mẹ nào mà lại không muốn cho con cái mình được hạnh phúc, được mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Huống chi, đó chính là mẹ Thiên Chúa, một người mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho quá đầy mọi ơn phúc lại. Chúng ta vẫn đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Mọi vinh quang, mọi nhân đức, người mẹ đó sẽ giúp chúng ta là con cái mẹ được sống đẹp, sống đúng và sống hạnh phúc như mẹ. Bây giờ, mời anh chị em và các bạn chúng ta dành ít phút trong những ngày đầu năm, những giây phút linh thiêng của ngày đầu năm mới này. Mình trân trọng cái thời giờ, những giây phút đầu năm linh thiêng này. Gia đình tụ họp nhau lại. Tết Tây, Tết Ta, chúng tôi có nghi thức đón Chúa vào trong gia đình, rồi có cầu nguyện với mẹ Maria. Nhớ năm ngoái, giờ này ở bên Sydney, bên Úc, chúng tôi có nghi thức rước Chúa vào nhà, rồi có cầu nguyện. Và anh chị em, mỗi người làm nghi thức ấy trong gia đình của mình, một là Tết Tây hay là Tết Ta. Và chúng ta cùng dành ít phút để suy niệm, cầu nguyện với mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Thực sự, có những người hay phê phán cho rằng là đọc kinh lần chuỗi đến với mẹ là cảm tình đậm đức, vân vân. Thưa, đó không phải là cảm xúc, vì chính giáo hội đã dạy chúng ta rằng lòng sùng kính Đức Maria không dừng lại ở những cảm xúc, cảm tình chóng qua bên ngoài, mà phát xuất từ một đức tin chân chính. Tin rằng qua lời truyền cầu của mẹ, Chúa ban ơn cho ta. Và không phải chỉ là yêu mến mẹ bằng môi bằng miệng, mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ. Mình yêu mẹ thực sự là nghe lời mẹ, là vâng lời mẹ. Mà mẹ chỉ nói với chúng ta một câu trong tin mừng là người, tức là Đức Giêsu, người bảo gì thì cứ làm như thế. Thế thôi. Đến với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đưa ta đến với Chúa Giêsu. Nếu dừng lại ở mẹ là chưa đúng rồi. Mà có người thì cho rằng không cần chạy đến với mẹ, chỉ cần đến với Chúa Giêsu là đủ rồi. Tình cảm động đức thế này thế khác. Rồi có những người cho rằng chuyện lần chuỗi mân côi là đạo đức bình dân thế này thế kia. Thưa, không đâu ạ. Không đâu ạ. Vì khi đến với Đức Giêsu thì Chúa cũng nói với chúng ta như nói với Thánh Gioan đại diện nhân loại khi mà Chúa bị treo trên thập giá, trước khi Chúa thay thở cuối cùng: này là mẹ con. Nói với nhân loại rằng hãy đón nhận Đức Maria là mẹ của mình như là mẹ của Chúa Giêsu vậy. Và nói với Đức Mẹ rằng đây là con bà, trao phó nhân loại này cho mẹ chăm sóc, che chở, giữ gìn. Như thế, ta đến với Chúa, Chúa
mời gọi ta đón nhận Đức Mẹ để Mẹ chăm sóc giữ gìn ta. Khi ta đến với Mẹ thì Mẹ bảo rằng là Chúa nói gì thì cứ làm như vậy. Như Mẹ khởi đầu đáp tiếng xin vâng, thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay khi đón nhận Mẹ là Mẹ của mình cũng nói tiếng xin vâng. Còn Mẹ thì thế nào thưa anh chị em? Mẹ thinh lặng trong suốt cuộc đời. Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng chung quanh Mẹ chẳng có mấy ai biết đến tước hiệu này. Mình thì mới đỗ, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi, mới làm chức này chức nọ chức kia đã vinh vang rồi. Trong đời cũng thế, mà trong đạo cũng chẳng kém gì. Ta hãnh diện vì ta có chức này, ta khao khát để được chức kia, và càng nhiều chức thì ta càng thấy hãnh diện. Trong khi đó, chức vị cao trọng nhất là Mẹ Thiên Chúa, mà Mẹ không hề, như Đức Giêsu là Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà trút bỏ hết cái vinh quang đó để xuống thế làm người, trở nên người phàm như chúng ta. Mẹ cũng như thế, lặng lẽ âm thầm. Tại Cana, Mẹ nhẹ nhàng báo cho Chúa Giêsu biết bữa tiệc không còn rượu nữa. Vậy thôi, họ hết rượu rồi. Trong cuộc đời công khai của Chúa, Mẹ vẫn âm thầm theo bước chân con của Mẹ. Và bên thánh giá, trong nỗi đau đớn tột cùng, Mẹ chứng kiến giờ phút cuối cùng của con. Có thể nói, Mẹ đã sống tâm tình của một người nữ tỳ khiêm tốn, chỉ muốn phục vụ trong âm thầm. Còn vinh quang danh dự thì xin dành cho người khác. Mình yêu mến Mẹ mà làm ngược lại. Vinh quang danh dự thì dành cho con, gánh nặng vất vả thì xin nhường cho người khác. Tôi nhường hết vất vả nặng nề, xin nhường, còn vinh quang danh dự dành cho tôi. Có phải thế không? Trong một thế giới có quá nhiều tiếng động, chúng ta thấy bây giờ đi ra ngoài đường không chỗ nào có thể yên tĩnh được. Đủ mọi thứ tiếng động, tiếng động của bom đạn, của tranh chấp, của bạo lực, tiếng động của karaoke, của đủ mọi thứ, nhất là những loại nhạc bây giờ đánh vào lỗ tai như là tiếng sét. Và bây giờ mà đi ăn cưới chẳng hạn, hay là đi dự tiệc gì đó, chỉ có khốn khổ rồi. Có thể là chỉ có nhét bông gòn vào lỗ tai, hoặc là có khi thì phải đi cấp cứu vì nó giật nhạc nhiều quá vỡ tim ra. Không còn nghe được cái tiếng nhạc, mà chỉ là tiếng rùm 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 rùm. Không còn nghe tiếng hát, mà chỉ là tiếng hú 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 hú. Có cái gì là nghệ thuật cả? Ầm ĩ ồn ào, lúc nào cũng ồn ào. Nhà hàng nào, quán ăn nào cũng mở cho thật to, gào lên, thưa anh chị em. Rồi có khi vào trong nhà thờ, mình cũng không dành được những giây phút thanh lặng trước Chúa Giêsu thanh thản, trước tấm mảnh lòng thương cho Chúa, để mà như Mẹ Maria âm thầm chiêm niệm. Có những giây phút thinh lặng cần thiết trong phục vụ. Có những người vô là nhân cha và con và thánh thần amen cầu xin cho thánh thần, cái miệng mà đọc la phan, không ngưng nghỉ, sợ người ta đọc hết kinh của mình. Thì hãy nhìn vào Mẹ Maria, bắt chước thái độ của Mẹ thinh lặng và lắng nghe. Chỉ có thinh lặng lắng nghe, nhất là bây giờ trong năm mới này chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì virus corona vẫn còn đó và đói nghèo vẫn đang chờ đợi mình, khủng hoảng kinh tế, có khi cả chính trị, có khi là quân sự nữa không chừng, vẫn đang chờ đón mình. Thì làm sao có được bình an nếu ta cứ lao vào những cái đó? Hãy dành cho mình một cái khoảng lặng trong cuộc đời. Mà chúng tôi mỗi ngày vẫn mời anh chị em dùng cái khoảng lặng đó bằng những món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em, những bài giảng về lòng Chúa thương xót, lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo chuyện đời mỗi ngày, sống đúng sống đẹp mỗi ngày. Và Chủ nhật ta lắng nghe những lời thơ về lòng thương xót Chúa, tình yêu và giới trẻ, hoặc là ta tìm những câu hỏi để thỏa mãn được những
cái thắc mắc của mình về giáo lý, về kinh thánh. Đó, những cái khoảng lặng đó, anh chị em xin anh chị em hãy dành những khoảng lặng đó như mẹ Maria để nghe lời Chúa, để cầu nguyện. Cầu nguyện, lắng nghe, tâm hồn mình tĩnh lại. Bây giờ quá nhiều người bị stress, rồi cũng quá nhiều người bị trầm cảm. Một thì căng thẳng quá, hai thì lại khép mình lại quá, sợ tiếng động, sợ ánh sáng, sợ đám đông, không dám tiếp xúc với ai cả. Thưa anh chị em, chỉ có cái liều thuốc đó là tĩnh lặng. Mỗi ngày dành những giây phút như mẹ Maria, suy đi nghĩ lại trong lòng những biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình, với chuỗi lòng thương xót Chúa, với chuỗi mân côi, với lời Chúa mỗi ngày, sống đúng, sống đẹp, chuyện đạo, chuyện đời. Những món ăn tinh thần như thế là những liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm để giúp mình tránh khỏi trầm cảm và stress, căng thẳng trong cuộc sống ngày hôm nay. Thánh Luca khám phá đặc điểm của mẹ là ghi nhớ những kỷ niệm đó và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tuy mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng ban đầu mẹ không hiểu biết gì về con mình. Tuy không hiểu biết nhưng nhờ suy đi nghĩ lại nên sau cùng mẹ đã rất hiểu Chúa. Huống chi chúng ta ngày hôm nay, môn đệ của Chúa, con Chúa càng cần phải ghi nhớ và suy đi nghĩ lại những gì ta được nghe mỗi ngày, những món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến cho anh chị em. Xin anh chị em và các bạn trong năm này ta dành những thời giờ đó, rồi mình gửi những món ăn đó cho những người khác bằng cách share, gửi đi, truyền đi những tin nhắn, truyền đi những đường truyền đó, để cho mọi người cùng được đón nhận những món ăn đó trong những giây phút tinh lặng trong cuộc đời của mình. Có một bài hát mang một tựa đề đó là The Sound of Silence. The Sound of Silence. Tiếng âm thanh của sự thinh lặng. Thinh lặng nói với ta rất nhiều điều. Hãy dành mỗi ngày và nhất là ngày đầu năm này thử thinh lặng để suy đi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong năm cũ, rồi những gì sẽ xảy ra trong năm mới, để coi mình nghe được cái gì. Có một người da đỏ cùng đi với một người da trắng trên đường. Người da đỏ bỗng vỗ vai người da trắng hỏi: "Nè, anh có nghe gì không?" Người da trắng hết sức lóng tai nghe đáp: "Tôi không nghe gì cả." "Có, tôi nghe tiếng dế gáy." "Làm gì mà có con dế nào dưới đường phố nhộn nhịp như thế này? Mà cho dù có đi nữa thì làm sao anh nghe được tiếng dế gáy giữa tiếng ồn ào của xe cộ và người qua lại?" Người da đỏ không thèm trả lời. Anh đi đến một bức tường bên vệ đường. Bức tường đó cũ, nhiều dây leo chằng chịt trên đó. Anh ta vạch cái đám cây leo sang một bên, rồi thấy một cái lỗ trống hiện ra. Trong đó rõ ràng có một dế, con dế nó đang gáy. Lúc đó người da trắng thán phục nói: "Wow, dân da đỏ các anh có lỗ tai thính hơn những người da trắng chúng tôi rất nhiều." Người da đỏ cười nói: "Không phải thế đâu, để tôi thử cái này cho anh coi nhé." Người da đỏ lấy trong túi ra một đồng tiền kẽm, thảy xuống mặt đường. Tiếng đồng tiền lăn len ken, khiến mọi người đi đường ngoái đầu lại. Sau đó người da đỏ giải thích: "Tiếng của đồng kẽm len ken nhỏ hơn tiếng dế kêu rất nhiều. Thế mà mọi người da trắng đều nghe được. Còn tiếng dế lớn hơn nhưng chỉ có tôi nghe được. Vậy thì không phải ai thính tai hơn ai. Nhưng sự thực chính là chúng ta chỉ nghe được tiếng của những thứ mà chúng ta thường quan tâm để ý. Quan tâm đến cái gì thì nghe được cái đó. Để ý đến cái gì thì ta nghe được cái đó." Ước mong mỗi một người trong ngày đầu năm mới này, ta để ý, ta quan tâm đến cái gì. Nếu để ý quan tâm đến lòng thương xót Chúa thì ta sẽ nghe được tiếng nói của lòng thương xót Chúa. Nếu để ý quan tâm đến lời Chúa thì ta sẽ nghe được lời Chúa. Còn nếu chỉ để ý quan tâm đến những thú vui ăn chơi rồi danh vọng chức tước
nhà cao, cửa rộng, quyền lực thì ta chỉ nghe được những thứ đó mà thôi. Lạy mẹ Maria, trong ngày đầu năm mới, giáo hội mừng kính mẹ là mẹ Thiên Chúa vì mong muốn thế giới luôn được sinh lại, được đổi mới. Chỉ khi sinh lại trong Chúa và trong mẹ, thế giới mới thực sự có hòa bình. Ngày đầu năm mới, chúng con tha thiết cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mong ước con người biết sống hài hòa với nhau trong lòng thương xót của Chúa, biết quên mình nghĩ đến người khác, biết sống văn hóa quan tâm mà Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra trong sứ điệp đầu năm mới 2021 này. Chủ đề là văn hóa quan tâm. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng còn là con người sống hài hòa với nhau trong tình tương thân tương ái, trong lòng thương xót. Trong ngày đầu năm, xin cho mỗi người chúng con biết quên mình, nghĩ đến người khác, biết dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Vì Chúa đã nói, nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Amen. Xin dâng mẹ đầy bà con cùng anh em thân thuộc được an khang, luôn yêu thương nhau, tôn vinh danh mẹ, suy tôn danh mẹ. Mẹ ơi hãy ban ơn lành về trên mọi người. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con mến yêu mẹ nhiều. Giáo sư của chúng con, xin dâng mẹ cả thành đô cùng quê hương nước Việt. Mọi người chăm lo cho quê hương, chung nhau vui buồn không than vãn gì, cùng nhau kết liên thân tình là con một nhà. Xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ. Xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ.